Thưa các bạn, một thời ta không nhiều cơ hội tiếp cận về văn hóa phương Tây. Bù lại, ta may mắn đã được thấm đẫm văn học Nga, văn hóa Nga. Không nói quá nếu cho rằng tâm hồn Nga, cốt cách Nga một thời từng giữ những vị trí nồng ấm trong tâm hồn người Việt. May mắn thay, thời ấy vẫn còn. Năm 2018, trong một chuyến thăm nước Nga của nhà thơ Phan Hoàng, hồn viên nước Nga với những tên tuổi vĩ đại Pushkin, Lakhovsky, Gogol, Lakhmantov, Olga Bakhov, Potovsky, Esnin đã chắp cánh cho thể thơ mới do anh đề xướng thành hiện thực. Trong chuyến đi ấy, Phan Hoàng là viết một mạch chừng 20 bài thơ 1-2-3 về nước Nga như những đồng vọng. Những bài thơ đi cùng năm tháng xin được trân trọng giới thiệu chùm 7 bài thơ 1-2-3 rất hay của nhà thơ Phan Hoàng như lời biết ơn anh đã trải hộ lòng ta những điều không dễ gì nói được bằng thơ. Dưới ánh trăng, singer Esnin bỗng hiện về. Dưới ánh trăng, singer Esnin bỗng hiện về. Lãng tử trên lưng ngựa lướt qua cánh đồng lúa non, lững thững rừng phong lá rơi vàng bước chân ngôn ngữ. Với thi nhân, khổ đau và cái chết không có điều gì mới. Sợ đôi mắt người đẹp buồn hơn, mẹ già khuya sớm cút côi. Dưới ánh trăng linh cảm tài hoa, bão tuyết xoáy lòng tôi. Giữa bình minh mưa, rực sáng bông hồng vàng. Giữa bình minh mưa, rực sáng bông hồng vàng. Bông hồng Potovsky nở từ cuộc sống cô đơn sáng tạo. Cái đẹp và sự tự do kết tinh từng hạt bụi vàng. Tiếc thương, Paternat và những ngôi sao chói rạng bốn phương. Potovsky thảng thốt trước bóng tối uy quyền lãng quên báu vật. Ánh sáng bông hồng vàng hướng tôi về tâm hồn Nga, Tarusa. Dostoevsky chẳng quan tâm tượng mình đứng hay ngồi. Dostoevsky chẳng quan tâm tượng mình đứng hay ngồi. Đày đọa ngục tù hay lang thang túng quẫn. Ông chỉ ưu tư số phận những kẻ bần hàn. Thần bút chưa dừng ở anh em nhà Karamazov. Còn nhiều tội ác và hình phạt những kẻ giàu có bất lương. Trù nắng ưu tư, trang văn sáng soi, chín cõi vô thường. Hải Âu độc thoại điều gì bên vịnh Phần Lan? Hải Âu độc thoại điều gì bên vịnh Phần Lan? Saint Petersburg hạ ấm chuyển thu lạnh mây mưa đá. Ánh vàng cung điện trầm tư bên sông Neva in bóng vĩ nhân. Đâu đây tiếng chạm ly vodka lần đầu Pushkin Gogol hồi ngộ và tiếng bước chân ăn bám đắng cay Brodsky từ dã nước Nga. Theo cánh Hải Âu tôi bay trong nỗi buồn kỳ ảo thi ca. Trái tim thơ Olga Bakhov tỏa ấm nghĩa trang. Trái tim thơ Olga Bakhov tỏa ấm nghĩa trang. Không ai bị lãng quên, không điều gì bị quên lãng. Câu thơ sống mãi những người ngã xuống vì Leningrad năm xưa. T
tên thành phố đổi thay nhưng tình yêu không bao giờ thay đổi. Và chẳng vĩnh cửu nào bằng trái tim nồng nàn Olga Bakun. Xin nghiêng mình trước áng thơ máu xương, nâng cánh tâm hồn. Hai bảy tuổi đời bay tìm tự do và tĩnh lặng. 27 tuổi đời bay tìm tự do và tĩnh lặng khi viên đạn sát nhân tiếp tục bắn vào thơ Nga. Cõi hư vô Pushkin đau buồn nắm tay Lermontov. Một mặt trời tái ngộ một mặt trời, vũ trụ thi ca chìm trong bóng đêm tổn thất. Tại sao cái đẹp bị dập vùi và cái ác lên ngôi? Hoàng hôn phương Bắc, mắt khuya phương Nam. Hoàng hôn phương Bắc, mắt khuya phương Nam. Đau đáu đôi mắt u buồn, Natalia thương nhớ Pushkin. Trái đất ngừng quay sau viên đạn bắn vào lòng tự trọng. Đêm đêm, Pushkin vẫn nắm tay Natalia đi về Arbat phố cổ. Tình yêu mãnh liệt thi sĩ thời nào cũng ngờ nghệch bão giông. Trong mơ, vội vàng tôi hôn ngọt mắt em, quê nhà thao thức. Cảm ơn các bạn. Thơ 123 rất hay của nhà thơ Phan Hoàng.